Hiện nay, cả nước đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Học sinh các cấp đang quay trở lại trường học, khiến nguy cơ trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Đặc biệt, dịch sởi đang nóng ở nhiều tỉnh thành. Chị Hoàng Thị Châu ở Nam Từ Liêm, Hà Nội không khỏi lo lắng khi chuẩn bị bước vào năm học mới mà con chị mới chỉ tiêm một mũi vaccine sởi. Hiện tại thì bé nhà mình đã tiêm được một mũi và đến tháng 10 tới đây thì sẽ tiêm mũi tiếp theo. Và mình mong là sau khi tiêm được hai mũi vaccine sởi thì sức đề kháng của con mình tốt hơn. Và không may mà có bị bùng dịch ấy, thì mình cũng không phải quá lo. Với lại khi đi học thì khi mà đã tiêm đủ các mũi vaccine ấy, thì mình cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại thì trong miền Nam thì đang có dịch sởi, thì mình cũng chủ động tiêm cho con các cái mũi vaccine sởi, rồi vaccine 3 trong 1 sởi quai bị rubella, thì cái đấy là đảm bảo an toàn sức khỏe cho con để đi học. Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh trong mùa tựu trường là do thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển gây bệnh. Đồng thời, trường học là một môi trường đông đúc, trẻ rất dễ giao lưu, tiếp xúc gần với nhau, nên càng làm các mầm bệnh có nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy, trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, để phòng bệnh cho trẻ em trong mùa tựu trường, cần có sự kết hợp của nhà trường và phụ huynh trong việc hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh tại trường học và nơi công cộng. Ngoài cái việc nâng cao thể trạng cho cháu bằng cho con ăn đủ chất, cho con ngủ đủ giấc, bổ sung các vitamin khoáng chất để nâng cao thể trạng cho con, thì khi mà con trở lại trường, các bậc cha mẹ cũng thường xuyên theo dõi sức khỏe của con em mình. Nếu mà thấy con bị bệnh hay nghi ngờ có cái dấu hiệu gì là phải đưa con em mình đi khám sớm để được chẩn đoán sớm. Chẳng may có bị sởi hay một cái căn nguyên khác thì chúng ta sẽ điều trị kịp thời, tránh những biến chứng hay là tránh cái hậu quả lâu dài về sau. Và đối với nhà trường thì phòng y tế cũng nên có cái phương án được tập huấn, được biết về cái bệnh này, nhất là cái bệnh đang lưu hành và đang xảy ra, để bản thân là khi các con ở trường mà có cái vấn đề liên quan đến sức khỏe thì sẽ biết cách để chăm sóc và phân biệt cũng như cái chẩn đoán sơ bộ ban đầu để có cái phương án gửi các cháu sớm đến các cơ sở y tế. Để con em mình không mắc sởi, các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi đầy đủ và đúng lịch. Đặc biệt là trước khi đưa trẻ nhập học, phụ huynh cần rà soát lịch tiêm chủng của các con và nhanh chóng đưa trẻ thăm khám nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.